thấy nó cửa lúc nào cũng rộng mở, rồi cha thì ở ngoài trước, sáng thì lo cho cha miếng ăn. Thấy cha sống cũng buồn cho nên là chị chưa có quen nên chị cũng chưa có đi làm lại nữa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở đây sẽ thông báo cho cô bác quý anh chị một tin rất là vui về hoàn cảnh của chị Hường, một người mẹ đơn thân phải nuôi hai người con ăn học. Và cái câu chuyện đó là cái niềm vui đó là gì thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây để Bùi Hồ chia sẻ cái niềm vui này ha, cũng như là thăm lại hoàn cảnh của cuộc sống của ông Tư như thế nào sau thời gian về Cà Mau sinh sống. Chào chị ha. Chào em. Dạ, nấu cơm hả chị? Hôm nay là có tin vui nè. Có tin vui gì thông báo cho mọi người, có thể thông báo cho mọi người biết được không? Em không nói ra để em giữ bí mật á. Có tin vui là mọi người, cô chú với mấy anh chị, nói chung là người thân của chị đó, khi thấy được hoàn cảnh của chị như vậy cho nên là mọi người mỗi người một ít góp lại, hôm nay là chị đủ mua được cái nền nhà. Thì sẵn có em đây chút xíu là đi vô coi cái chỗ nền nhà của chị luôn nha. Dạ, cái nền đó nhiêu chị? Cái nền đó bề ngang 5 m, bề dài khoảng 20 m, từ mặt lộ xuống sông là 1 m ngang như vậy là 16 triệu là 80 triệu em. 80 triệu, nền rẻ ha. Tại nó ở dưới mé sông á, vậy là rẻ rồi chứ đâu mình đâu có tiền đâu mà mua ở trên lộ. Ở trên á, mặt tiền thì nó mắc, mình chỉ ở thôi mình mua vậy được rồi. Cũng có nền nhà rồi, cũng đủ tiền có nền nhà, như cô bác với anh chị đã nói là làm sao mà để cho chị, một người mẹ đơn thân, mà có thể có một cái nơi ở ổn định để mà có thể nuôi hai đứa con ăn học. Và tại vì ở trọ thì cái tiền nó cũng nó xây mau tới, thời gian nó xây mau hả chị? Tiền trọ nó mau lắm, lay quay cái là tới tiền trọ, lay quay tới tiền trọ rồi. Mỗi tháng ăn học với lại tiền trọ đồ luôn là nhiều không? Nhiều lắm. Nội tiền trọ không mà em thấy cả triệu rồi, 800 mà điện nước nữa là hơn triệu rồi. Rồi tiền học nó mỗi tháng thằng lớn học phụ đạo là 500 mấy. Rồi tiền ăn hàng ngày, rồi tiền đi học hàng ngày, tiền xăng, nói chung là nhiều chi phí lắm. Hôm trước thì em có gặp thầy của Hải thì nói về cái việc là Hải có ở trường có một cái chương trình là ngôi nhà nhân ái. Thì có nền nhà rồi, bây giờ cái ngôi nhà đó là sao chị? Ngôi nhà đó tại vì bữa hổm có thầy có nói, nhưng mà khi đó thì chị không có đất, chị chưa có đất cấp cho nên là thầy quyển chuyển lại cho một em học sinh khác của trường rồi. Trời, hôm trước em cũng có trao đổi với thầy, thầy nói có cái nền thì cất được ngôi nhà khoảng 40 triệu. Thì bây giờ là đã nhường cho một bạn khác rồi. Thì em cũng mong sao khi mà em chia sẻ những cái thước phim như thế này thì cô chú anh chị cũng đã giúp đỡ rồi, thì cũng mong là mọi người chung tay nhau một ít cho chị có một cái ngôi nhà nhỏ thôi cũng được, cuốn nền ở trên thì cất tiền chế thôi cũng được, che mưa che nắng dù sao thì nó cũng đỡ. Có cái chỗ mình chung ra chung vô là được rồi em, chứ đỡ phải tốn tiền nhà, thì bây giờ có đất rồi đó. Cuộc sống không gài thì ông Tư về đây thì nhà mình vui không? Vui, có cha về thì đó em thấy nó cửa lúc nào cũng rộng mở, rồi cha thì ở ngoài trước, sáng thì lo cho cha miếng ăn. Thấy cha sống cũng buồn cho nên là chị chưa có quen nên chị cũng chưa có đi làm lại nữa, để vài bữa nữa khi nào cha quen rồi á, cha quen với hàng xóm láng giềng ở đây nè, cha sống nó vui hơn thì chị mới bỏ cha đi làm được. Tại vì cái cuộc sống của ông Tư thì sống ở sông nước nó cũng quen rồi. Lên đây thì một là nó bị thay đổi về cái môi trường sống á, hôm trước bệnh thì cũng lo. Và bây giờ cuộc sống trở lại nhịp sống hàng ngày thì còn phải tuổi già mà còn phải có thời gian để mà quen những người bạn mới ngay tại chỗ này. Nhưng mà thấy ông Tư thì không gà nó ổn định lại hết. Sức khỏe sao chị? Sức khỏe thì cha cũng tạm, tại vì cha cũng ăn được. Cha cũng uống sữa, có anh hai cũng gửi sữa về cho cha uống. Mấy giờ chị hẹn với chủ đất, mấy giờ mình đi? À, chắc mình đi liền quá. Đi liền rồi. Chắc mình đi liền đi. Dạ, mấy dạ. Mình đi liền đi. Hôm nay thì có anh Hưng nè, muốn nhờ anh Hưng ra đây có để mà lo lắng cho ông Tư. Thì ra đây để tiếp chị chăm cho cha để cha buồn. Dạ. Thì em sẽ trao đổi với anh Hưng tí xíu ha. Rồi hổng gài thì ông Tư về đây á, thì cái cuộc sống của mình sao? Cũng ổn, vui. Dạ. Anh cũng thường ra đây mà đúng không? Cũng thường. Dạ, mấy ngày này dạ. Mấy ngày thì ăn lần gì đó. À, mấy ngày nay có nhận công trình làm chưa? Chưa, làm cái cầu rồi mà chưa có đi làm. Nhà vệ sinh làm xong rồi? Làm xong rồi. À, nghiệm thu được chưa? Ừ, được rồi. Mà có hoạt động được không? Được. Có mướn ta hay là tự làm sau này á? À, mấy bữa đó đi ra cha nè, chổng mướn. Ừ, tổng cộng chi phí hết nhiêu anh Hưng? Cũng chưa có tính nữa, vừa mới xong là chạy ra ngoài cha này. Nhưng mà có thống kê lại là bao nhiêu tiền vật tư không? Vật tư thì cũng cỡ 5 triệu mấy. 5 triệu mấy. Ừ. Thì cô ba Phần Lan hỗ trợ cái phần đó thì cô đủ rồi. Ừ. Ừ. Hôm nay sức khỏe là sao? Thấy nay xanh xao quá hả? Thì lâu mằn lại nó mệt. Ăn uống gì được không? Thấy gầy của anh Hưng. Ăn uống thì cũng được ít. Cha về đây thì cái cuộc sống mình nó có đổi khác nhiều không? Cũng không có gì, cũng bình thường. Cha thì não ngoài chế đây cũng bình thường thôi. À, vậy là cứ 2-3 ngày là chạy ra lần. 2-3 ngày chạy ra thăm Tư lần. Ở đây thì qua đêm rồi và qua ngày sau mới về. À, thôi vậy được rồi. Có thể là em sẽ vô nhà anh để quay cái nhà vệ sinh của bác với anh chị xem. Yeah. Ừ. Em bây giờ thì phải đi với chị Hường lo xử lý công việc. Yeah. Ừ. 5 mét. Đó. Ừ. Lấy tới cái nên cái đầu phéo. À, từ đến bên đây ha, cho đến bên đây là 5 mét. Đúng. Dài thẳng ra sao luôn? Dài 2 trụ đá luôn đó. Dạ. Xong luôn. À, 80 triệu. Ừ. Ôi, cái cột điện thì nữa thì là mình phải trong làm thì người ta nhỏ. Có đôi bề dài dùm em không? Cái cột điện nó không có đôi bề dài. Dài này nữa 20 mét đó. Có nghĩa là chiều dài đến mí sông luôn. Mí sông luôn. Dài là đến mí sông luôn chứ mình không có quy định là dài bao nhiêu mét. Dạ. Nhưng là từ mí lộ này mình xuống sông luôn. Cái khoảng là nhiêu mét? Hết xuống sông khoảng là 2 mấy. Đâu mà kéo thử vui. Đây. Thấy không? Trái này được nhiêu mét anh? Có 10 mét rồi. Đó 5 mét thôi, 5 mét đó nhiều lắm. Đó tới mấy lộ. Tới mấy lộ. Rồi. Anh lên 5 mét đi. Rồi. Nhưng mà hơn 20 mét là được rồi. Hơn 20. Hơn 20. Đó đi, tiếp tục đi. Đó là 10 mét rồi, vậy là hơn 20 rồi. Đó, tại vì đoạn này dài lắm. Nhưng mà cái nền này rồi. Cũng được hơn. Có cái mặt bằng sẵn rồi. Khỏi đổ sàn. Cái đầu này nó dài hơn nè. Dạ. Bởi vì nó đi khéo đó, đi lên khéo xích đó thì nó hơi vắng hơn, còn này nó dài. Vậy đâu tới 20. Trụ điện đó là của nhà nước hay là tự phát ta? 20. Tự mình kéo ha. Dạ. À. Dạ. Nó lặn khoảng tại vì hồi đó nó lỡ vô. Đúng rồi. Nữa muốn làm cái sàn cách cái sàn đó là lặn. Nhưng mà em cũng làm ra 3 mét được đó, tại cái khu cái này cái co chỗ này là làm ra 3 mét được đó. Dạ. Ra 3 mét là dư sức. Cái này ra 3 mét là dư sức luôn đó, tại vì ngay cái chỗ này nè, nó cái này nó ấy vô trong quá nè. Dạ. Cho nên là dạ cái bãi nó còn á, cái bãi nó còn ngoài đó. Tiền đổi lại chú cũng thống nhất. Đổi như cái này nó dài hơn, cái ngày nó đi vắng lên. Thì bên đây mình bên đây nó dài hơn. Điện đi cái nhà giờ. Nào giờ ấy rồi bây giờ. Không ở đây là. Dạ em có dặn anh Nguyễn rồi, sáng cuối chạy ngang quăng lên cho em 100 cặp. Giờ anh là thợ hồ hả? Cũng được ha. Anh vậy anh coi coi anh xây cái đoạn đường đi vô thì thấy nó cũng lắm. Xây cái cuốn cái nền á. Anh có thể ra vật liệu rồi kêu ấy đây nay được giùm em luôn được không? Nó có mặn rồi 48 rồi gì vậy? 4,9 rồi ạ. Cất hết đất luôn á, ý là mình cất 4,9 hết đất. Cất nhà mấy tấm. À chị hả? Chắc nhà mấy người thì cất mấy tấm này chứ sao. Là 4 tấm chịu không? 4 tấm luôn đó. 4 tấm đó. 4 tấm đó. Chắc được à, ngang 4 mét, 4 tấm được em. Nói vậy chứ khi nào nữa chị cắt là chị cắt thục vô trong á. Ừ thì đóng trừ cái xăng đâu có sao. Cái xăng để đậu xe này kia. Đúng rồi, đúng rồi. 3-4 mét được rồi. Mình 5 mét cái mình cắt cũng còn phải chừa qua cho ton của mình, làm khi thôi bây giờ vô lấy đâu. Lấy rồi đưa ký tiến hành làm thủ tục đi cái đó. Rồi bây giờ tiến hành mình bàn giao tiền đi. Cái này nữa mình muốn mặn thì nữa tính sao? Muốn chừa xăng bên dây thì anh nghĩ không có điện anh đút ra hả? Rồi bàn giao cho ai? Để không đi cái bà cặn cái cặn tiếng nữa là được rồi. Cái giấy nó mượn cái bút ký vô cái kìa. Hôm trước là chị Hường mới đặt cọc 10 triệu hả? Đúng rồi, chị đặt cọc 10 triệu rồi. Dạ. Đây là cái giấy viết tay đúng không? Đúng rồi, giấy viết tay. Ừ. Bây giờ mình sẽ trồng thêm 70 nữa. À. Anh chủ đất đâu? Đây nè. Cô kìa, cô chủ đất. Cô chủ đất kìa. Chú ơi chú. Đó bây giờ thằng lớn thằng nhỏ đó. Dạ thì con cũng xin phép là quay để chia sẻ cho mọi người thấy được là chị Hường mua cái nền vậy luôn, tại vì số tiền này cũng là cô chú ủng hộ để mình có mua đất thật sự vậy. Này chú ghi cái số căn cước của con nè, cái ngày cấp đó bữa hôm chú nói chứ. Còn chị không ký cái đi nè nè nè, chịu ký hay chịu chị đọc cho nghe, chú đọc cho nghe. Một số hình ảnh cá nhân nên mình không thể nào quay những cái nội dung mình ký tên được, chỉ quay lúc bàn giao tiền thôi. Cô là chủ đất. À, 80 triệu. Bàn giao cho cô hết 10 triệu rồi. Còn 70 triệu nữa. Rồi chút nữa bàn cặn. Cô còn mấy cái nền kế bên nữa đó hả? Giàu với cô. Con từ đây qua đó nhiều lắm. Cô cho trên rồi, cô cho đi. Mỗi đứa con là 5 mét hết. Dạ. Là bán này cũng của con, cho con hết chứ con cũng không có ấy nữa. Dạ. Cái xéo mới chịu ra. Làm cái biên nhận đi ăn bán. Chỗ của hai đó là hôm nay mấy tôi này là 20 với lại 50 hả chị? Đúng rồi, cọc 50 nè, chứ cọc này 20 chị rút ở cái ATM đó. Bây giờ giao đất cho chỗ cái chị ở đâu lận? À, hộ khẩu thì ấp 6 xã Tân Thành. Ấp 6 ngoài hả? Ấp 6 bên Logo á. Logo à? Qua phà không? Tân Thành nó không, bên đây qua phà là ăn xiên. Ở khúc nhà máy đó không? Sao nó đổ ga hay gì nó chạy về vậy? Dạ không, nó đi trả, tại vì cái bình ga đó mà hổm con qua đây là con mượn cái bình ga. Mượn ở đâu? Dạ con mượn của cái cô chủ nhà mỗi lần con thuê ở bển á. Dạ. Ở khúc nhà máy không? Không, Tuốt ở trên xóm điện á. Tuốt chơi dưới nữa hả? Cũng có duyên là biết được cô bán đất ha. Mua liền luôn. Nhờ anh Nguyễn này với chú đây. Dạ. Làm anh kiếm giùm nữa hả? Đúng. Cái anh này cũng ở ấp. Hai anh này ở ấp 2, chị ấp 6 chung xã Tân Thành. Ở đây là ấp Bình Định. Vậy là nhiều xã vậy ta? Chung một xã. Chung một xã nhưng nhiều ấp. Tại vì xã Tân Thành nó 6 ấp. Dạ. Cô năm nay là bao nhiêu rồi? Cô 73. 73. Cô còn khỏe quá. Con viết tên 74 luôn hả? Bây giờ thì mọi người làm cái ký để mà làm những người ký của chủ đất, bàn giao đất rồi những người làm chứng nữa. Cô 73 nhìn khỏe ghê chưa? 74 rồi. Cô đi chuồng. Cô đi chuồng. Xử lên. Vậy con luôn. Cũng vô duyên lành ha. Đấy, lên ở dùm con. Cái này là 50, cái này là 20 chứ người mà dạ, cái người mà không giữ cho cô không bán rồi. Nhân thật với mỗi nhóc hết trơn mình lại đi bài ra cái ăn nhậu đồ không, cô không muốn. Cô có thử là rủ chị Hường nhậu lần nào chưa? Mới biết đây đâu, chưa biết nữa. Có nghĩa là cô bán đất là cô ai mà rủ nhậu là cô không bán. Không có, cô có sợ mà bài nhậu ăn nhậu. Nói vậy chứ. Đọc rồi, bữa hôm biết này miếng cũ đọc rồi. Mất lòng, phiền quá. Láng giềng mà nó quan trọng lắm. Chiều đưa cho Nguyễn đưa cho. Có tiền cô sẽ cất. Cô hỏi chừng nào cất không biết được sao đó lại. Nếu được thì có thể là nửa tháng nữa, còn không được thì chắc nửa năm nữa. Rồi điếm giùm em này. Út rồi nói rằng vui này chủ nhà nè. Thằng này là thợ hồ nè. Đó, con đang hỏi cái cuốn cái nền nè, đặng con biết. Bữa nào á em có vô em mua cho nó gà to đi. Kêu ảnh gà to chứ em đâu biết đâu gà to. Không có, con cắt thước. Rồi đủ chứ chị? Rồi đủ ha. Nhận đủ 70 triệu đúng không? Đủ 70 triệu. Là mình đặt cọc trước là 10 triệu nữa là 80 triệu. Rồi bây giờ là xong giấy tờ xong hết luôn đúng không? Rồi xong. Rồi cảm ơn cô nhiều ha cô. Rồi ra nhận đất đi. Rồi ra nhận đất. Mừng quá à. Ốp này chị em vui hữu hỉ đây đi qua chơi hoài à. Dạ, ở bên Tân Thành đó. Vậy đó hả? À, như vậy là cũng xong một buổi sáng và cái công việc của chị em mình cũng đã thực hiện xong. Thì em cũng chúc mừng chị là đã có một cái nền nhà rồi, nhưng mà đâu đó ước mơ của chị nó vẫn còn dang dở. Thì mong thì cô bác anh chị hiểu được thêm cái hoàn cảnh của chị á, thì sẽ san sẻ với chị nhiều hơn tí xíu nữa để cho trọn vẹn ước mơ ngày cha về nè. Rồi ước mơ được có một cái căn nhà nơi mà trú mưa trú nắng khỏi những cái ngày tháng mà phải đóng tiền trọ, cái cảnh mà đóng tiền hàng tháng á. Không biết là khi nào người ta lại lấy cái nhà này lại, người ta không cho mình thuê nữa. Thêm một cái nữa, mình đóng tiền á thì không biết là ở thì ở nhà của người ta. Rồi cái cảnh mà Khương phải biết mỗi lần dọn nhà giờ trọ như vậy nó rất là khổ lắm. Cho nên là giờ chỉ mong là ổn định, thì có câu là an cư mới lạc nghiệp. Ừ. Chị chỉ mong mà là cũng có một chỗ để che nắng che mưa như vậy đó, rồi cha con mẹ con sống quây quần với nhau vậy là cũng đủ rồi. Cũng có rất là nhiều cô bác của anh chị hiểu về cái hoàn cảnh của chị Hường, một người mẹ đơn thân để nuôi con như thế này. Và trong đó thì cũng có một vài ý kiến trái chiều cho rằng có ngoài đời còn rất là nhiều những cái hoàn cảnh khác. Tại sao mình không đi giúp, mà tại sao chị Hường như hoàn cảnh của chị Hường để giúp. Thì chia sẻ thật với cô bác của anh chị á, là cái thu nhập của chị Hường á, mỗi ngày chỉ hơn gần 200 ngàn thôi, nhưng mà chi phí nó trang trải hết. Nếu như mà không có sự chung tay của cô bác của anh chị á, thì không thể nào có được một cái căn nhà. Phải nói là như vậy. Thời gian tới thì Hải với Đăng, con của chị, nó lại gánh nặng cái việc học hành. Mà em thương phục chị nhất là dù cái hoàn cảnh nó khó khăn như thế nào á, chị cũng cho các con mình được học đến nơi đến chốn. Cái đó là ước mơ của chị mà. Dạ, vì đâu đó rằng đó, ngày xưa chị nói rằng chị học gian dở, việc học hành. Rồi ra đường thì mình cũng cảm thấy mình hơi tuổi hơn so với người ta hả chị ha? Đúng rồi em. Con của chị thì ngày xưa chị cũng đã lỡ dở rồi, gian dở rồi, cho nên là bao nhiêu ước mơ là không còn nữa. Rồi cho nên là con chị cũng muốn cho nó thực hiện đúng ước mơ của nó, cũng muốn lo cho nó đầy đủ, nhưng mà sức chị thì cũng chỉ có như vậy thôi. Là phụ nữ mà, đôi khi chị cũng muốn biến thành đàn ông để có thể là mần nhiều hơn, lo được nhiều hơn. Thôi thì cũng đến đây thì cũng gọi là cũng thực hiện được hơn 70% từ cái ngày rước ông Tư về, rồi có được một cái nền nhà. Chỉ còn một tí xíu nữa thôi là mình sẽ ổn định trong cái thời gian sắp tới. Thì trước tiên thì chị có muốn nói lời nào với lại tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, những người mà đã từng đóng góp giúp đỡ cho chị để có được như ngày hôm nay? Có chứ em. Chị rất cảm ơn tất cả các những người thân của chị, bạn bè, anh chị em và những các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, hỗ trợ giúp đỡ chị trong mấy tháng qua. Đặc biệt là có cho chị được một cái mảnh đất như vậy là chị mừng lắm. Dạ. Nếu mà thật sự không có thì em thấy đó, thu nhập bao nhiêu thì chị cũng lo cho con hết rồi. Chị nghĩ là sau này hai đứa con nó lớn, hy vọng nó sẽ phần được nhiều phụ tiền, chị hơn đúng không? Phụ chị hơn. Thì chỉ có vậy thôi. Dạ. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị mà tất cả các Mạnh Thường Quân, những người mà đã từng xem kênh cũng như là xem về hoàn cảnh của chị Hường với lại hoàn cảnh của ông Tư. Gửi lời cảm ơn đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Và xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Bây giờ đi, sáng giờ chị cũng đói, cũng nấu cơm ăn cơm kìa. Đi chị em mình đi từ sáng giờ rồi, giờ thì về ăn cơm, dạ. Cơm rồi nghỉ ngơi. Dạ.